một hạnh phúc gian đơn tượng trưng trong tầm với mà sao bao trái ngang. Mở lòng quên hẳn đau trôi hết bao bụi trần xa dần hơn ân oan. Đời là cõi tạm thôi để lòng thanh thản nhé, dẫu nụ cười trên môi. Rồi xuân lại qua kiếp người như hoa cỏ, nở rồi tàn, tan chảy giữa trời mây. Toàn tính hơn thua sẽ nghèo úa tâm hồn, hãy yêu thương người san sẻ chuyện buồn vui. Chờ tình yêu vào tim thương quý nhau thật lòng, trao thuần hòa nhân ai. Một ngày lá vàng rơi ta còn người thương mến, quên muộn phiền dương gian. Yeah, hello, xin chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với video mới nhất của em trong video ngày hôm nay. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng có cập nhật ba cái thông tin để chia sẻ với quý ông bà và anh chị em. Thì lời nói đầu tiên thì em xin kính chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em có được thân tâm an lạc, thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe. Cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã yêu quý mến và tiếp tục quay trở lại xem kênh Cuộc Du Hành Trong Cuộc Sống Ở Cõi Ta Bà này. Thì hôm nay em cũng xin cập nhật chia sẻ với quý ông bà và anh chị em một số thông tin về đối với hình ảnh của sư thầy Minh Tuệ sáng nay có đi khất thực hay không. Thì thưa quý ông bà và anh chị em, đối với sư Minh Tuệ sáng nay vẫn đi khất thực bình thường. Theo như cái thông tin mà em cập nhật được thì sáng nay sư đi khất thực rất là sớm nha quý ông bà và anh chị em. Hôm nay thì tâu khoảng tầm 5 giờ là sư đã đi khất thực rồi. Và sư đi khất thực là sớm, nhưng mà câu có điều là sư đi thì hiện nay thì đối với vẫn có đối với các anh em bảo vệ để mà bảo vệ giữ gìn trật tự cho sư đi khất thực nha quý ông bà và anh chị em. Thì em cũng xin cập nhật chia sẻ với quý ông bà và anh chị em như vậy. Thì buổi sáng ngày hôm nay trong nội dung này thì em chia sẻ với quý ông bà và anh chị em là về thông tin của sư thầy Minh Tuệ, và một cái thông tin nữa là em nói về một ông sàm sư, và một cái tin nữa là một cái tin cũng khá là vui là liên quan đến ông thầy Ba Trợn. Thì đối với sư Minh Tuệ thì hôm qua có một số anh em chia sẻ là sư sẽ về lại Gia Lai. Thì theo em nghe đó là sư sẽ đi về lại Gia Lai, nhưng mà thật sự cái thông tin đó là mọi người đã tung ra quả mù để mà kêu câu view câu like, kêu cứu câu kéo mọi người dẫn dắt dư luận, chứ sư không có về lại Gia Lai nha quý ông bà và anh chị em. Đối với sư Minh Tuệ hiện nay đang ở Nha Trang, em khẳng định như vậy, vẫn ở cái khu mà sư được các anh em lực lượng cơ quan chức năng á, họ giữ trật tự cũng như là không cho người ta, không cho kẻ xấu hại sư. Đó, thì người dân ở đó cũng rất là yêu quý mến sư, chứ không phải là không giống như là trước đây đi gọi là xúm nhau mà đi rồi kéo sư, chạm vào người sư. Người dân ở đây rất là ý thức nha quý ông bà và anh chị em. Thì em cũng chia sẻ như vậy đó, cho nên là quý ông bà và anh chị em yên tâm. Còn đối với hình ảnh của sư Minh Tuệ thì mỗi buổi sáng mai thì sư đi khất thực thì chắc chắn là vẫn có người đi họ cùng, nhưng mà họ đứng ở xa nha quý ông bà và anh chị em. Họ đứng ở xa, ví dụ như là trong khu vực đó thì hôm nay biết là sư đi khu vực đó thì tất cả những anh đó sẽ đứng vòng vòng ở đó và để mà không cho người dân hoặc là những cái anh em YouTube mà chạy lên quay hình ảnh của sư á là họ không cho.
Đó, theo như cái người dân ở đó người ta chia sẻ như vậy. Thì em cũng chia sẻ với quý ông bà và anh chị em. Và tiếp tục đến với cái thông tin là hôm nay em muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, là mong muốn quý ông bà và anh chị em lên án về cái ông Sàm Sư Thuận, hình như là Tài Thuận, Huệ Thuận gì đó. Không biết là em không biết là đối với sư Minh Tuệ đã đụng chạm gì tới ông ta, đụng chạm gì tới cái nồi cơm của ông ta mà ông ta lên nói xấu phỉ báng đối với sư Minh Tuệ. Thì em vô cùng phẫn nộ. Cái điều em phẫn nộ hơn đó là cái việc mà ông ta lên tiếng kêu là sẽ bỏ tiền ra mua cái vé máy bay để cho sự Minh Tuệ của bên Ấn Độ và tu theo cái một cái vị tu khác, cái cách tu khác, đó là tu cái tôn giáo đó là Kỳ Na giáo. Theo như là cái thông tin thì em thấy cái ông này em chia sẻ mà em vô cùng mà rất là bức xúc. Ông kêu là sư Minh Tuệ là nên là rời bỏ giáo hội thì đi qua bên Ấn Độ, ông ta sẽ lo vé máy bay cho sư Minh Tuệ qua bên Ấn Độ để mà tu, tức là thoát y. Bên Ấn Độ thì có một cái tôn giáo đó là Kỳ Na giáo. Thì ông ta bảo là ông ta sẽ mua vé máy bay và sẽ cho sư Minh Tuệ qua bên đó tu. Em nghe mà em bức xúc, không biết là sư Minh Tuệ có đụng chạm gì tới ông ta hay không mà ông sau là ông ta lên sân si đó như vậy. Ông ta bảo là ông ta sẽ khuyên mua vé máy bay đại thọ cho sư Minh Tuệ qua bên Ấn Độ tu theo cái giáo phái là cái đạo Kỳ Na giáo á, mà quý ông bà và anh chị em biết á, là cái đạo Kỳ Na giáo á, là họ tu là họ thất tục, gọi là thoát y, họ ở trần truồng, họ ở trong đường sau họ tu, chứ họ không có mặc đồ mặc y. Thật sự ra mà nói em thấy là cảm thấy rất là bức xúc về cho cái ông thầy này. Ông ta tu mà ông ta sân si như vậy thì rồi ông ta tu được cái gì? Ông ta khoác lên cái áo của nhà sư rồi ông ta nói tùm lum tùm la hết, mà em nghe mà em phẫn nộ vô cùng. Thật sự khi mà em nhìn thấy cảnh mà những cái vị sư mà theo bước chân của sư Minh Tuệ đi qua bên nước Lào để mà đi bộ hành khất thực á, thì bên đó họ rất là ý thức rất là cao, thì em thấy là họ cúng dường, họ ngồi họ quỳ xuống, họ rất là tôn trọng, chứ không có giống như là những cái ông sư sãi cũng là người Việt Nam cùng nhau là tu hành. Thì ví dụ như ông ta không tu được Hạnh Đầu Đà thì ông ta ở trong chùa thì ông ta cứ tu, ông ta cảm thấy là an lạc là được. Còn đối với sư Minh Tuệ là một người đi tu, người đi xuất gia, đi buôn xã, có đụng chạm gì tới ông ta đâu, cúng chỉ có ngày thất thực, chỉ có đúng một bữa không có nhận tiền, chứ phải như là lôi kéo Phật tử cúng dường như thế này thế kia thì ông ta lên tiếng được. Đây là sư Minh Tuệ không có nhận cúng tiền, không nhận tiền cúng dường, không nhận vật chất, chỉ có ôm cái lỗi nộp cơm điện đi khất thực ngày con bữa, y áo thì cũng tự mà nhặt vải ven đường để mà may áo, chứ cũng không có nhận cúng dường y áo, thì không có đụng chạm gì tới ông ta. Mà tại sao ông ta lại lên sân si với sư Minh Tuệ của chúng ta như vậy? Thì ông bà nghe mà có bức xúc hay không? Đó là cũng cái điều mà em mong muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em. Và một cái thông tin nữa em cũng mong muốn chia sẻ, đó là về ông thầy thầy Ba Trợn Thích Chân Quang. Thì như cái video trước tối qua em có chia sẻ, đó là giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là không có công nhận, cũng đã lên tiếng, đã cho rằng là ông Thích Chân Quang không có tham gia vào giáo hội, mặc dù là dưới sự quản lý của giáo hội. Em nghe em rất rất là buồn cười. Bây giờ là khi mà những cái dĩ vãng dơ dáy đen tối của ông Thích Chân Quang bây giờ nó lòi ra, thì bắt đầu là đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bắt đầu vắt chanh bỏ vỏ, coi như là chối bỏ tất cả, không có liên can gì với ông Thích Chân Quang cả, và đang tiếp tục
điều tra và sẽ xử lý mạnh tay nếu như phát hiện ra ông Thích Chân Quang có sai phạm. Mà trong khi đó là ông Thích Chân Quang mà đã là giữ được một cái chức gọi là thượng tọa, một cái chức gọi là rất là lớn lắm chứ không phải đơn giản đâu, mà thuyết giảng trong suốt bao nhiêu năm qua, và ông ta thành lập biết bao nhiêu cái hệ thống chùa chiền, 55 cái cơ sở làng quý ông bà và anh chị em, mà giáo hội lại để yên cho ông ta thì thật là vô lý. Không lẽ đối với giáo hội lại không biết, và bây giờ biết rồi, và khi mà những cái bộ giáo dục khui ra ông ta chưa có bằng bổ túc văn hóa cấp 3 cũng như là đã bị cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích, thì lập tức họ cho rằng là ông Thích Chân Quang là không có tham gia giáo hội cũng như là không có chịu sự quản lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nghe rất là buồn cười, đúng không quý ông bà và anh chị em? Và ông là bây giờ là giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đẩy hết trách nhiệm cho Bộ Giáo dục, bởi vì hiện nay là đang khui ra cái bằng của ông Thích Chân Quang là bây giờ là cái bằng thẩm định lại cái bằng tiến sĩ. Thì theo như cá nhân của em nghĩ á, mà ông ta đã sử dụng cái bằng bổ túc văn hóa cấp 3 mà giả, thì tịch thu hồi những cái bằng gọi là thạc sĩ, tiến sĩ hoặc là bằng đại học, chứ cần gì phải là đi thẩm định lại giá. Bây giờ đi, cho dù có đi gọi là đánh giá lại cái bảo vệ luận án tiến sĩ của ông ta, nhưng mà ông ta đâu có cái bằng bổ túc văn hóa cấp 3 đâu, thì làm sao ông ta có thể học lên đại học? Mà không học đại học thì làm sao mà học lên thạc sĩ, liên thông lên đến tiến sĩ, đúng không quý ông bà và anh chị em? Nó rất là buồn cười. Khi mà đã có cái công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ra là xác nhận rằng là không có tên của ông Vương Tấn Việt trong cái kỳ thi năm 1989, thì chứng tỏ chắc chắn rằng là ông ta này không có thi, là không có cấp bằng, tên cấp bằng cũng không có luôn, thì chắc chắn là ông ta sẽ dùng bằng giả đó. Bởi vì có học có thi mới có bằng, còn không có là mà không có học không có thi mà có bằng, tức là cái đó là cái bằng giả, bằng mua. Thì đã biết như vậy thôi thì thôi ta tịch thu hết lại chứ, tại sao lại phải đi thẩm định lại cái luận án của ông tiến sĩ để làm cái gì nữa, đúng không quý ông bà và anh chị em? Trong khi là người không có gian lận về giấy tờ ở các cấp ở dưới thì cũng như là trong hồ sơ thì phải tịch thu chứ đó, nhưng mà lại là kêu bây giờ đi thẩm định lại, thì em nghe rất là khôi hài. Một ông có thể nói là phải ông này phải gọi là thiên tài đó quý ông bà và anh chị em, cực kỳ thiên tài luôn. Một người có thể lừa hết tất cả các Phật tử, lừa kêu gọi là khủng bố tư tưởng đối với chúng thanh niên, rồi làm kéo theo cả một cái trường học luật rất là lớn, rồi tiếp tục đến là tất cả những cụ ông cụ bà khi mà có mặt tham gia trong cái buổi mà tri ân, cũng như là cái buổi mà ông ta nhận bằng đó, ông ta mang cái áo màu đỏ, mũ đỏ, đi từ hết tới Văn Miếu Quốc Tự Giám đến nhiều nơi, thấy rất buồn cười và khôi hài. Và sau khi mà cái đó nó sáng tỏ sự thật thì đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam lại quay xe khét lẹt, lại quay xe vắt chanh bỏ vỏ, đem con bỏ chợ, coi như là chó bỏ, không có liên quan gì tới ông Thích Chân Quang hết. Một cái kịch đó rất là hay, nhưng mà không biết sắp tới đây thì họ sẽ xử lý như thế nào. Và sắp tới đây thì chắc chắn sẽ có nhiều kịch hay nữa, nhiều ông cũng sẽ chối bỏ tất cả, cho rằng là không có liên quan gì đến ông Thích Chân Quang nữa. Chắc chắn còn, theo như em nghĩ là sẽ còn có kịch hay để cho chúng ta xem. Chắc chắn là sắp tới đây là ông Thích Chân Quang thì không có trật cái đường nào gọi là phải đối diện với hình sự. Hiện nay thì báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên cũng đã chia sẻ thông tin. Và sắp tới đây thì chắc chắn sẽ còn kịch hay nữa quý ông bà và anh chị em. Thì em tin chắc chắn rằng sẽ còn nhiều cái ẩn khúc có liên quan đến ông Thích Chân Quang này, chắc chắn sẽ được khui ra. Và dĩ nhiên thì ông ta sẽ không có tránh khỏi về
án hình sự. Án hình sự thì chắc chắn có rồi, và chắc chắn ông ta sẽ chịu cái mức hình phạt phải nói là gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 10 lần so với ông thầy Tâm Phúc. Đó, thì theo như em nghĩ là như vậy. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng cập nhật chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về cái thông tin như vậy. Còn đối với sư Minh Tuệ thì em một lần nữa khẳng định là sư vẫn còn đang ở Nha Trang nha quý ông bà và anh chị em. Sư vẫn đang ở Bình Phương và sớm mai thì sư vẫn đi khất thực bình thường. Nhưng mà có cái điều khó hài nhất là không biết có một số anh em không biết là lấy thông tin từ đâu bảo rằng là sư hôm nay nhận được một cái được người ta cúng dường một nải chuối, một người thì kêu là cúng nải chuối, người thì kêu cúng sầu riêng. Nhưng mà hình ảnh thì đối với sư Minh Tuệ này là dường như là hiếm, không có, không được chụp, không được chia sẻ. Thì em cũng lên chia sẻ như vậy để cho quý ông bà và anh chị em mình biết và nắm rõ. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin gì mới về sư Minh Tuệ thì em cũng chia sẻ với quý ông bà và anh chị em. Còn bây giờ thì em xin kết thúc cái video tại đây và xin kính chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em luôn có được thân tâm an lạc, thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe, tràn đầy bình an và tràn đầy năng lượng, có một ngày thật là ấm áp. Và em sẽ tiếp tục luôn luôn có những cái thông tin nào mới mẻ thì em cũng sẽ chia sẻ lên cho quý ông bà và anh chị em mình được nắm rõ. Còn bây giờ thì em xin kính chào.